Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhiều người dân đang hết sức lo lắng khi phạm vi sạt lở đang ngày càng mở rộng và nếu không có biện pháp xử lý sớm thì có thể ảnh hưởng đến chân đế bối sông Hồng Đà cùng một khu dân cư rộng lớn. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở này và giải pháp nào để khắc phục tình trạng nói trên? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Gia đình anh Nguyễn Công Định sinh sống gần bờ sông Đà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã 10 năm nay. Anh vô cùng lo lắng khi hàng chục hecta trồng chuối của gia đình và những hộ dân xung quanh có thể tiếp tục trôi xuống sông do sạt lở bờ sông. Bà con là mất ăn mất ngủ, cái thiệt hại kinh tế trực tiếp của bà con. Ở phía trên cầu đấy thì là năm ngoái thì cũng đã sạt lở. Đấy thì là cũng chỉ mới đến chân bờ kè và bờ thì là cũng đã được ủy ban tỉnh là kè được khu vực phía trên cầu thì bà con cũng đã yên tâm hơn rồi. Thì tiếp tục lở đuổi xuống dưới này thì lại bà con ở chúng tôi ở dưới này thì mong sao kè sớm giống như bà con khu vực phía trên đó để chúng tôi là được yên tâm canh tác. Có mặt thường xuyên tại các vị trí sạt lở để kiểm tra, ông Nguyễn Văn Chất, bí thư chi bộ khu 13 xã Dân Quyền cho biết phạm vi sạt lở đang ngày càng mở rộng. Khu vực này một phần nền đất rất yếu, ngoài ra do phía bờ đông nam sông Đà thuộc thành phố Hà Nội đã được kè gia cố, dòng chảy chuyển hướng sang bờ tây bắc thuộc xã Dân Quyền. Cái đất đai thì đã chưa ổn định rồi, thế mà đã lở đi là mất, thế thì nghề nghiệp là không có. Thì cũng mong muốn là các đồng chí và các cơ quan chức năng thì cố gắng là vào cuộc để giúp cho nhân dân nói chung trong cái thôn Hồng Đà và nói riêng và xã Dân Quyền nói chung để cho cái đời sống nhân dân nó phát triển đồng đều và nó đỡ tụt hậu. Do cái sự nắn dòng chảy của sông Đà thế nên là gây ra hiện tượng sói lở như hiện nay. Kè bên lở bên bồi thì hiện nay thì ở phía bên Hà Nội sau khi kè thì cái bãi cát nổi sang bên đó và đẩy cái dòng chảy sang bên phía Dân Quyền. Thế nên là phần nào theo đánh giá trực quan thì chúng tôi cảm thấy đấy là cũng là một cái nguyên nhân gây đến hiện tượng sạt lở. Còn theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, hiện nay đoạn bờ vở sông Đà từ km 31 cộng 950 đến km 32 cộng 260 thuộc địa bàn khu 13 và 14 xã Dân Quyền đang bị sạt lở mạnh. Chiều dài sạt lở nguy hiểm khoảng 310m, vở lở sâu từ 8 đến 10m. Vị trí sạt lở gần nhất cách đê bối Hồng Đà 35m. Sạt lở đã làm cuốn trôi nhiều diện tích đất trồng hoa màu của nhân dân trong khu vực và uy hiếp trực tiếp đến an toàn hơn 30 hộ dân sinh sống phía trong đê bối, tuyến đường DH80, đặc biệt tại vị trí trụ T13 cầu Trung Hà trên quốc lộ 32C. Hiện nay, tình hình sạt lở đang tiếp tục diễn ra ngày một nhanh và khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt, sạt trượt lớn. Về nguyên nhân gây ra sạt lở, Chi cục Thủy lợi Phú Thọ cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, do chế độ dòng chảy sông Đà thay đổi, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, kết hợp hồ thủy điện Hòa Bình xả nước phục vụ sản xuất và phục vụ phát điện, làm khu vực bờ vở sông Đà thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông bị sạt lở nghiêm trọng. Trong thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 5, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc liên tục có mưa lớn, trong đó có tỉnh Phú Thọ, làm mực nước sông Đà thường xuyên dao động với biên độ lớn. Trong khi mực nước hạ lưu thấp tạo dòng chảy xiết, kết hợp địa chất khu vực chủ yếu là cát, độ dính kết yếu nên gây ra hiện tượng sạt lở trên. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã có nhiều kiến nghị để sớm xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Chúng tôi cũng mong rằng là các cấp các ngành của cấp trên ấy, của tỉnh và của bộ cũng sớm có những giải pháp hoàn thiện sớm để xử lý cả cái việc khu vực chân cầu cũng như là việc sạt lở ở bờ sông trên và dưới cái chân cầu đó. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như các công trình giao thông, Chi cục Thủy lợi Phú Thọ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh báo cáo các cấp ngành chức năng cho xử lý khẩn cấp sự cố trên bằng biện pháp thả đá hộc hộ chân tạo cơ phản áp chống sạt lở, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật với tổng chiều dài khoảng 310m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn trên khu vực Trung Bộ, nên khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Theo đó, ngày 28 tháng 6, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Còn từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6. Giá xăng trong nước điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 550 đồng với giá bán là 23.010 đồng một lít. Theo đó, giá xăng E5 tăng 510 đồng một lít, giá bán là 22.010 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 550 đồng, giá bán 23.010 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 320 đồng một lít, giá bán ở mức 20.680 đồng một lít. Tại kỳ điều hành giá xăng dầu trước đó ngày 20 tháng 6, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh theo hướng tăng tất cả các mặt hàng. Tương tự các kỳ điều hành gần đây, hôm nay Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu. Thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài những tồn tại hạn chế về hạ tầng, một nguyên nhân khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn là do người dân thiếu các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Để từng bước nâng cao hiểu biết, nâng cao tính chủ động và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy gây ra, Công an Hà Nội và các quận huyện trên địa bàn đã tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn về phòng cháy chữa cháy với đối tượng là các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho đối tượng là các cơ sở kinh doanh có điều kiện được Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức. 300 người dân đại diện cho các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã trực tiếp được các cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trao đổi kiến thức, kỹ năng thoát nạn, xử lý đám cháy. Nhiều người cho biết, hàng loạt các vụ cháy nổ gần đây trên địa bàn thủ đô khiến họ vô cùng lo lắng. Trong khi đó, bản thân các cơ sở vẫn còn tồn tại không ít nguy cơ có thể dẫn đến hỏa hoạn. Tôi kỳ vọng là cái buổi diễn tập hôm nay sẽ diễn tập cho tất cả các đơn vị kinh doanh có ngành nghề có điều kiện thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy. Chứ tôi thấy giờ cháy nổ nhiều quá. Bếp này hoặc là cái phòng khách thì có thể nguy cơ lúc nào cũng thể xảy ra được. Nhưng mà tôi tự tin là những cái ở trong các nhà tôi là cái cung cấp các cái thiết bị báo cháy tự động này và các cái hệ thống báo cháy an toàn thì sẽ đảm bảo cho. Nhưng mà cái một số vấn đề như là về cái khó khăn nhất là bây giờ là những cái ý thức của người của nhân viên, thì có nhân viên ra vào nhiều, hỏi những người khách ấy, họ đến họ ý thức họ hút thuốc, họ không ý thức ấy. Mặc dù có biển chỉ dẫn nhưng mà họ cũng khách của Việt Nam mình thì cũng không ý thức. Tham gia buổi diễn tập còn có sự góp mặt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường, công an phường, đại diện tổ dân phố. Đây sẽ là dịp để mọi người cùng nhìn nhận lại công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp để khắc phục. Tổ dân phố thì rất là đông dân cư, mà nói chung là bà con bây giờ toàn dùng điện là chính. Thế bây giờ để mà nói là không phải ai nhận thức được hết là cái phòng cháy chữa cháy quan trọng như nào. Nhưng mà theo tôi nghĩ là có những cuộc hội nghị như này rất là quan trọng và rất là bổ ích đối với từng người. Và nhất là để mà nói lễ hội kinh doanh là người ta cần phải đi và phải biết và hiểu thêm về phòng cháy chữa cháy quan trọng mức độ nào. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư luôn thường trực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn lơ là, chủ quan, chưa trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Do đó, việc thay đổi nhận thức, kỹ năng của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh là cần thiết để hạn chế cháy nổ. Nguy cơ cháy nổ thì có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi con người ta lơ là, tức là chủ quan và mất cảnh giác và không thực hiện tuân thủ các cái quy định và không duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy cháy. Chính vậy các cơ sở kinh doanh có điều kiện khi đi vào hoạt động thì đã được cấp phép và có cái điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy và các cái điều kiện khác để đi vào hoạt động. Tuy nhiên thì trong quá trình hoạt động thì chúng tôi yêu cầu là phải duy trì các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, đồng thời cũng nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy cháy. Sau đối tượng là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở nhà trọ
nhà ở kết hợp kinh doanh và các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn. Đây sẽ là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, hạn chế rủi ro cho người dân, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Sau khi tổng kiểm tra gần 37.000 công trình là nhà trọ trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử phạt hơn 3.000 nhà trọ với tổng 13 tỷ đồng, đình chỉ 75 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, đơn vị chức năng đã rà soát được 3.103 chung cư mini chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, hoạt động từ sau khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, với tổng số 9.466 lỗi vi phạm. Từ khi các cơ quan phối hợp triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, toàn thành phố giảm 939 công trình vi phạm, khắc phục được 3.564 tồn tại vi phạm. Riêng với công trình nhà cao tầng, Hà Nội thống kê có 1.386 công trình, trong đó 91 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Với nhà thuê trọ, tính ngày 15 tháng 6, các đơn vị đã kiểm tra được 36.972 trên tổng số 36.972 cơ sở, xử phạt 3.134 trường hợp có vi phạm về phòng cháy chữa cháy với số tiền phạt gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp và đình chỉ 75 trường hợp vi phạm. Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý, tạm đình chỉ đối với chung cư, nhà cao tầng vi phạm, kiên quyết không để phát sinh những công trình vi phạm.